Phụ sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị Tác phẩm Trận đời Của nhà văn Lê Văn Trương Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 5 chương 3 Chí tiếp những người phu bắc đầu tiên vào đây một cách niềm nở. Tất cả có 28 người, 17 người đàn ông và 11 người đàn bà. Những người này toàn mộ ở làng của chàng và ở những làng chung quanh. Đêm trước Chí đã đi săn được hai con nai để chờ họ, đến nơi là chè chén linh đình. Tôi mộ các bác vào đấy là hy vọng một ngày kia các bác có được căn bản ở đấy. Ai mà chịu khó làm ăn thì thế nào cũng dư dật. Hiện bây giờ các bác còn bỡ ngỡ và lại đưa mùa gặt Hãy làm công cho tôi Cơm nuôi tôi trả cho Đàn ông mỗi tháng 6 đồng Đàn bà mỗi tháng 4 đồng Tiền tàu và các khoản tôi bỏ ra Tôi chưa trừ vội Như thế thì đến khi bắt tay vào làm ruộng Mỗi người cũng có một cái vốn nhỏ Hãy cứ làm với tôi cho biết cách thức Sang năm tôi sẽ phát trâu bò và ruộng cho mà làm Thóc giống lương ăn cái gì cũng ở tôi Tự cấy rẻ Mọi điều đã có tôi gánh vác Các bác cứ chịu khó tôi chẳng để cho thiệt Tôi chỉ mong sao dắt díu được cho rõ nhiều anh em vào đây làm ăn Để khẩn hết cái đồng tranh kia thôi Tôi chỉ khuyên các bác có đọc một điều Là để đem nhau vào đồng đất nước người Thì nên thương yêu lấy nhau Giúp đỡ nhau như ruột thịt Chứ đừng có những sự hiềm khích Vừa hỏng việc Vừa để cho người ta cười cho Trong này ruộng nhiều đất tốt Chỉ ba năm là mỗi gia đình có thể có một cái vốn kha khá Nhà cửa tôi đã làm cho đấy Hãy ở tạm sau này có tiền Muốn rộng rãi thì làm riêng ra Tôi sẽ cho đất Một điều các bác nên để ý là Ngoài sự nuôi gà nuôi lợn và làm ruộng Các bác xem có cách gì kiếm thêm Thì phải để tâm vào như trồng rau Đang rổ rá, đánh bẫy chim Lưới cá, làm quà bánh bán chẳng hạn Đây tôi dặn đại lực thế Bây giờ uống đi cho say Tôi cho nghỉ hai ngày Ngày thứ ba thì đi làm với tôi mà lấy tiền Rồi dần dần tôi bảo ban các cách thức vì vui vẻ nên chí uống nhiều lúc thấy say chàng ngã lưng ra ghế vải cũng tưởng là nằm một chút cho tỉnh ai ngờ rượu ngấm chàng ngủ ngay mất giữa lúc đang ngủ thì quý sang sang định nói cho chí biết rằng những dự định về cuộc nhân duyên của kim đã xảy ra những sự không ngờ sau khi nghe quý nói dối rằng chí đã yêu một người khác rồi chẳng những kim không bằng lòng lấy quan nàng lại còn định muốn đi học nữa một là ra bắc hay sang tây chí nhất định nàng không chịu ở nhà trong nửa tháng này Mọi người dỗ dành thế nào cũng không chuyển Ông bà huyện hàm khóc lóc cũng không nghe Bây giờ thì đồ đạc đóng cả rồi Chỉ chờ mai là đi Quý muốn sang bàn với Chí Để xem có cách nào giữ nàng lại được không Nhưng thấy Chí ngủ Quý lại quay về Từ ngày cô ba hết hy vọng về Chí Thì nàng suốt ngày chỉ ở trong buồn Chẳng đi chơi ngựa và cũng chẳng đi đến đâu Mặt lúc nào cũng cứ buồn giàu giàu Chí từ đấy cũng không sang nữa chỉ chăm chú vào sự gặt lúa và đôi lần gặp quý chàng cũng chẳng hỏi han tin tức kim chàng không muốn hỏi và chàng yên trí kim đã bằng lòng lấy quan rồi chẳng những chàng không nghĩ đến cái buồn của kim chàng lại mong mỏi cho ngày cưới chống đến để chàng chẳng còn phải nghĩ ngợi lôi thôi gì cả vợ quý thấy chồng về vẻ mặt buồn so thì hỏi dồn thế nào anh ấy nói thế nào anh ấy ngủ say thì phải đánh thức anh ấy vậy chứ Quỷ lấy tay vuốt trán Tôi tưởng cũng vô ích Anh ấy cũng chẳng có cách gì Một khi chỉ có cái cách ấy Thì anh ấy đã không bằng lòng Thế để cho em nó đi sao Để rồi ở nhà buồn thiêu sao Vợ quý nói xong ôm mặt khóc quý dỗ Thế mình biểu tôi làm cách nào Người ta đã thế Không có lý nào Hay có lẽ gì khác Chứ chả lẽ em ba nói như thế Mình không sang Để tôi sang tôi hỏi anh ấy cho quỷ càng vợ Không có cớ gì đâu Chỉ có cớ thế thôi Tôi đã hỏi rõ lắm rồi Mình sang cũng không ăn thua Mà lại làm phiền lòng anh ấy vô ích Có phải tự anh ấy gây nên đâu Thôi thì cho nó ra bắt mấy năm Nhưng còn ba má Tôi thì nhớ nó lắm Nhớ thì phải chịu Thế xưa kia nó đi học Sài Gòn thì sao Nó đâu rồi Má đâu rồi Má đang khóc ở trong buồn cô ấy Quý rón rén bước vào Thì vừa gặp lúc Kim đi ra Kim dựa đầu vào vai anh Anh sao cũng biểu má cho em đi Chứ ở nhà thì em buồn Em chết mất Anh phải thương em 7 giờ sáng mai Lúc Chí dậy thì Kim đã đi rồi Chàng chẳng hay biết gì hết Chàng ăn vội vàng rồi ra đồng Lúc trở về thấy Quý đứng ngẩn ở cổng Chàng giơ tay chào rồi hỏi Quý hôm qua tôi say rượu ngủ mất sáng nay nghe người nhà nói anh sang chơi có việc gì không quý muốn khóc nhưng phải gượng gạo thế bây giờ mời anh sang quý từ chối để chiều bây giờ dở chút việc à chiều anh ra ruộng cha cái máy gặt của tôi tốt lắm năm nay thế nào cũng gặt xong trước mọi người nếu anh cần tôi sẽ gặt giúp anh chiều ấy quý không sang mà những ngày hôm sau Chí cũng chẳng gặp quý đâu Chí cũng chẳng để ý Vì chàng đang mãi miết về công việc Cho mãi đến hôm thóc đã có nhiều Chàng sang mượn ít xe bò để xe thóc về vừa Trông thấy vợ chồng quý chàng xin lỗi ngay Đồ này bận quá nên không sang thăm anh chị được Thôi để đến khi gặt xong Chỉ nay mai thôi Tôi gặt được một phần ba rồi Thế nào cô Kim đâu Vợ quý trố mắt Anh hỏi thật hay là hỏi giỡn đó chỉ nghiêm sắc mặt Khi nào tôi dám giỡn với anh chị Quý kéo ghế cho chỉ ngồi Nó đi ra Bắc 10 hôm nay rồi Ra Bắc làm gì Ra Bắc để học vào cao đẳng Thế Quang Nó cự tuyệt rồi Thế Thế Chỉ không biết hỏi gì nữa Lặng im Quý mắt buồn thiêu Nó bảo nó không thể ở đây được nữa Mà tôi xét cũng phải nên tôi khuyên ba má tôi cho nó đi Ba má tôi mấy bữa rà như người mất hồn Chí nhìn vợ chồng quý Chắc là anh chị quán tôi lắm Nhưng có phải tại tôi Quý đặt tay lên lưng Chí Không tôi không quán anh Tôi chỉ quán số mệnh thôi Nó như con chim sơn ca Nó đi nhà vắng hẳn đi Nhưng cũng phải để nó đi chứ Ở đây nó buồn lắm Nhưng cô ấy có quên được tôi không Không biết tôi cầu mong cho cô ấy quên được tôi cũng chỉ mong có thế thế bao giờ về nghỉ hè về chứ nó bảo nghỉ hè nó không về má tôi dọa nó nếu nghỉ hè nó không về thì má tôi tự tử nhưng nếu nó không về tôi sẽ ra tôi bắt nó về vợ quý lúc ấy đang thúc thích khóc liền nói mình cũng chả bắt được cô ấy đâu về đây để cho cô ấy buồn thì cũng tội nghiệp chỉ nào nào nhưng tôi chắc ít lâu thì lòng dạ cũng thay đổi đi chứ vợ quý lắc đầu anh không rõ chứ nó không phải là người thay đổi được đâu có cầu là cầu cho anh thay đổi mà anh thay đổi đi anh thay đổi thì nhà này lại vui vẻ ngay bây giờ nếu anh viết một bức thư gọi cô ấy về thì cô ấy về ngay tôi ấy à ừ anh tại làm sao một người như thế mà anh không yêu tôi thật không thể hiểu anh chính tôi cũng không hiểu tôi chị à lấy nhau thì phải có tình yêu có lẽ lòng tôi nó quê tôi thấy anh chị buồn rầu tôi cũng khổ lắm nhưng tôi thấy không biết làm thế nào quý an ủi chí thôi anh đừng nghĩ nữa cứ để tâm mà làm ăn cái nó phải đến thì rồi nó sẽ đến nỗi buồn của loài người dù to đến đâu nhưng đã sống thường ngày vốn có cái mảnh bắt người ta phải nghĩ đến nó mà quên dần đi kim đi nhà quý buồn một dạo nhưng rồi thì quên dần với thời gian đi Quý lại ra coi ruộng Lại đi bắn với Chí Nhưng hai người tuyệt nhiên không nói chuyện về Kim Chí thấy sự buồn rầu Đã dần dần xa lánh bạn Cũng nhẹ được lòng thắc mắc Lại vì được mùa Mà sự gặt hái của chàng lại đã xong trước người Nên chàng luôn luôn vui vẻ Nhưng Tết Nguyên đáng sắp đến Lại dịp gia đình đoàn tụ Lại làm rối cuộc vui của Chí trong ít lâu Vì chàng nhận thấy mặt bạn lại kém vui Hôm 29 Tết Hai người đang đứng hướng gió ở trước cửa Thì người đưa thư đưa đến cho hai người một bọc thư Trong có hai cái thư của Kim Và cả một danh thiếp chúc Tết chí Quý vừa thấy thư em thì mặt sầm ngay lại Rồi khi đọc thì lại càng tối đi Chỉ thấy bạn thế ngập ngừng mãi rồi mới hỏi Trong thư nói gì? Nói như mỗi lần Anh có thể cho tôi xem được không? Tại làm sao không? nhưng anh xem một cái này cũng là đủ. Chỉ cầm lấy tờ giấy màu xanh mà chàng nhận thấy những giọt nước mắt nó làm cho nhiều chỗ nhòe nhoẹt. Thưa anh chị, lần này là lần đầu tiên mà em ăn Tết ở một nơi xa lạ, xa sự nâng niu âu yếm của ba má và anh chị. Nó làm cho em nhớ lại những cái Tết sung sướng của đời. Em đã nhớ những tấm lòng đùm bọc của anh chị và ba má mà có cứ nghĩ thế mà em thấy buồn chắc lúc này đây anh chị đang nói tới em và tự hỏi tại sao em vắng nhà anh chị ôi cái số kiếp em nó thế mà đời em từ đây thì hiu quạnh em cũng đã tìm hết cách để cố quên đấy nhưng chưa quên được không biết một ngày kia em có quên được không nếu không quên được thì khổ thay mới bước chân vào đời em đã là con chim gãy cánh nhưng thôi Nói làm gì nữa cho anh chị thêm buồn Và anh chị nhớ đừng có cho ba má biết là em buồn nhé Em xin cầu chúc cho anh chị năm nay mạnh khỏe Và mau mau đẻ con trai Chứ đừng đẻ con gái Hay nếu là con gái thì là con gái thiếu một lòng yêu Chứ không thì có một ngày kia nó sẽ mắc phải cái dòng quan nghiệt như em thì khổ cho cái đời nó. Em bé của anh chị, Kim, chỉ đưa trả quỷ bức thư. À, tôi không ngờ vì tôi mà cô ấy buồn đến thế này anh đừng có trách tôi nhé sao tôi lại trách anh nhưng tôi hỏi thật anh anh có thấy thương nó không thương thương lắm tôi thật muốn cho cô ấy hết buồn tôi tưởng nếu anh muốn thì cũng dễ nhưng yêu tôi thì cô ấy đòi hỏi ở tôi một lòng yêu cũng như thế mà lòng yêu ấy thì tôi không có thế thì chỉ nắm tay quý anh bảo cứ nhận lấy rồi ái tình có thể đến sau không điều đó thì tôi không biết bởi tôi yêu nhà tôi rồi mới lấy nhà tôi thế anh bảo một cuộc hôn nhân mà không có ái tình thì có hạnh phúc không điều đó tôi cũng lại không biết bởi thế anh bảo chỉ đem một lòng thương vào cuộc hôn nhân thì nó nhục cho người đàn bà mà một người như em gái tôi thì không thể chịu được một cuộc hôn nhân như thế Nó nhiều tự ái lắm Chí khoanh hai tay ra trước ngực Tôi chỉ nghe nói và xem ở trong sách Chứ tôi thì thật chưa hình dung được ái tình ra thế nào Nhưng cứ xem cái thứ ấy thì tôi tin rằng tôi được yêu Anh được yêu cũng chưa đủ Phải anh yêu nữa thì anh mới tìm thấy chỗ bay cao của lòng anh Tình yêu phiền phức nhỉ anh thử dở cái thư nó gửi cho anh xem Nói gì Chỉ dở cánh thiệp Có mấy chữ Chúc anh luôn luôn mạnh khỏe Để theo đuổi cái công việc lớn lao Ra ở ngoài này có ít tháng Tôi đã hiểu gì đâu Anh nảy ra cái chí nguyện ấy Tôi đã bắt đầu biết yêu sự cần lao Và sự mưu sinh khó khăn của người Bắc Chỉ tần ngần nhìn cánh thiếp Thôi Anh cứ chờ nghỉ hè cô ấy về rồi ta sẽ lo liệu. Dĩ tất nó đã về. Cái tình không phải là một điều cố mà được. Thôi, anh không cần phải băn khoăn. Số trời định thế. Chỉ cất cánh thiếp vào túi. Nếu tôi là một người không muốn sống như cuộc đời hoàn toàn bằng những tình triệt để, thì tôi đã lợi dụng cái cơ hội này. Toàn là những lợi lộc cho tôi. Nhưng không, tôi không muốn sống thế. Tôi không muốn sống nữa với những tình cảm non yếu tôi thích kinh doanh thì tôi để hết sức vào kinh doanh rồi đến khi nào tôi thấy tôi yêu tôi mới sẽ lấy vợ tôi hiểu tâm hồn anh người khác trong những trường hợp này chỉ tìm thấy những chỗ lợi về vật chất còn anh thì cái gì anh cũng muốn tìm thấy những mầm rễ tinh thần có lẽ vì em tôi nó cảm biết anh là một người như thế nên nó mới yêu anh tôi tin một người như anh nếu một ngày kia yêu thì cái tình yêu lành mạnh cho nên tôi vẫn hy vọng tôi cũng nghĩ thế Tôi không làm việc gì thì thôi chứ đã làm thì say mê Tôi đắn đo những giá trị vật chất thiết thực cũng có Nhưng chính cái nó đẩy tôi đi là cái lòng ham muốn của tôi Tôi có thể nói Bất cứ tôi làm việc gì tôi cũng có để một chút hồn vào đó Thôi tôi phải về viết thư ra chúc mừng trả cô ấy chứ Anh viết gì thì viết Nhưng anh cứ coi như là từ trước tới nay Tôi không nói gì với anh cả Bởi tôi làm việc gì cũng giấu em tôi bởi nó biết nó có thể giận tôi Chỉ loay hoay trước bàn giấy Chàng muốn gửi một cái danh thiếp viết vào mấy chữ Chúc mừng năm mới Nhưng sau thấy thế thì sợ nó cọc lóc quá Chàng lại xé đi Và viết một bức thư thì chàng không biết viết gì Lẫn quẩn mãi đến nửa giờ đồng hồ Chàng mới thảo được một bức thư mười dòng Mà chàng cho là đường được Cô ba Cô ra bắt học mà cô không cho tôi được chào cô trước khi đi, là cô tệ với tôi lắm đó. Hôm nay tôi lại nhận được bức thư cô chúc Tết tôi. Đáng lẽ tôi còn giận, không chịu trả lời cô đâu. Nhưng ai lại thế với người đã gửi cho mình hàng chục trái cam trong khi trời nắng. Vậy tôi chúc cô vui vẻ và khỏe mạnh. Rồi tới nghỉ hè về, cô béo mập để cho các cụ phải chịu khí hậu đất Bắc tôi là tốt. Tôi nói để cô mừng. Trong năm nay được mùa màng Tôi có nhiều thóc Có thể mua thêm một cái máy cày nữa Tôi báo trước để cô biết Đến nghỉ hè cô về Tôi sẽ tổ chức một cuộc săn nai Bằng ngựa đuổi để mừng cô Những con ngựa ấy tôi đang tập Và tôi đang tập luôn cả con ngựa cô cưỡi Để cô về Có thể sung sướng như được ngồi ghế Chí Chí viết xong Đọc lại Đọc lại Thấy không vừa ý Lại toan xé Vừa lúc ấy vợ quý sang Hai mắt đỏ ngầu Trời ơi tôi đọc thư của em ba Tôi giàu quá Nghe nói nó có viết thư cho anh Nó viết những gì anh đưa cho tôi xem Chỉ một túi đưa ra cái thiếp Thế anh có định trả lời nó không Có Nhưng tôi chưa viết gì Thế cái gì đây Vợ quý nói xong cầm lấy bức thư Ừ được đó Nó vui lòng đó Anh cứ để thế mà gửi đi Thế được à hả chị Được Tôi chỉ lo anh viết vài câu chúc Tết cọc lóc Thì tuổi cho nó Tôi chưa thấy chị dâu em chồng nào Mà thương yêu nhau như chị với cô ba Nó thì ai mà không phải thương Duy có anh Có lẽ tôi là người không có lòng ruột Hay tim tôi nó quệ Vợ quý đang buồn cũng phải phì cười Không khéo thì quệ thiệt Tôi tưởng một người như anh mồ côi từ bé thì phải khao khát yêu đương mới là phải. ấy thế mà anh lại cứ làm sao cứ trơ trơ ra đó. Ừ, tôi cũng lấy làm lạ. Nhưng thế mà một khi anh đã yêu thì người đàn bà chắc chắn là được yêu một cách thành thực. Chỉ ngậm nghĩ một lát. Này, chị, những thư từ và cứ nghe anh chị nói cô ba buồn. Tôi thấy thắc mắc về cô ấy đáo để. Hay là tôi đã bắt đầu yêu đấy? Anh thắc mắc trong một lúc Một khi vác khẩu súng lên vai hay cưỡi ngựa ra ruộng Anh lại quên ngay À em ba có viết thư hỏi tôi người yêu anh tên gì Và bao giờ thì cưới Mà tôi không biết trả lời ra làm sao Chị trả lời bảo anh ấy nói dối đấy Thế nói thiệt là anh không yêu ư Ấy chết Thế thì đau đớn cho người đàn bà hơn Cứ để thế này thì ít nhất cô ấy cũng có chỗ để ăn ủi lòng đàn bà phiền phức Tôi làm sao hiểu được Chị muốn trả lời thế nào tùy chị Sáng hôm mồng một, một Tết Chí vừa cúng gia tiên xong Thì tất cả những người làm kéo lên mừng tuổi Chí Chàng mở hàng cho mỗi người một cốc rượu mùi Và một đồng bạc Năm mới Tôi cũng chúc cho anh em Suốt năm luôn luôn mạnh khỏe Để làm việc cho người cao minh ở đây Phải kính phục cái đức cần lao của nòi giống mình rồi đến khi thầy trò chè chén Chí ôn tồn dẫn dù Anh em ở đây trong mấy tháng Anh em thấy có phải sự làm ăn dễ dãi không Cánh đồng tranh ấy nếu khẩn hết được Thì có thể di dân vào đây Tất cả những người nghèo ở miền Nam Định Thái Bình, Phủ Lý Tuy sự may rủi còn là việc trời Nhưng có một điều mà trời cũng không làm cho di dịch được Là sự ăn ở của anh em Anh em nên nhớ Chúng ta đem cả cái danh dự của giống nội ta vào Vậy anh em phải làm thế nào để nêu cao cái danh dự ấy lên Đừng làm những điều sằng bậy cho người ngoài Họ có thể bị thử chúng ta được Anh em đã ở với chúng tôi trong ngần ấy ngày Anh em đã rõ bụng tôi Tuy tôi mượn anh em vào đây để khẩn đất cho tôi thật đấy Nhưng tôi có phải là người chỉ biết mình đâu Không Tôi hiểu chữ lợi Một cái rộng rãi và xa xôi Chứ không có hẹp hòi bận thiểu Vậy anh em có thể tin rằng Tôi khá giả thì anh em cũng khá giả Tôi có 10 thì anh em có 5. Ta cố làm sao dắt chiếu cho thật được nhiều người vào đây để lập một tỉnh thành người Bắc ở trong này, khai lấy cái tài lợi thiên nhiên. Năm nay nếu được mùa, tôi sẽ ra mộ vài trăm người vào đây. Chúng ta sẽ làm thành làng, chúng ta sẽ làm đình. Tôi cố làm hết cách để tùy các anh em ở đây mà cũng như ở đất nhà. Anh em nên viết thư về báo những họ hàng quen thuộc vào cả đây để giúp tôi cho chống thành công. Ông Nhiêu Phùng là người già nhất đám thay mặt tất cả anh em nói với chí thôi thì đất lành cò đậu chúng tôi vào đây thì trăm sự nhờ ông ông dạy thế nào chúng tôi xin nghe cả và nhất làm theo tôi có bảo anh em điều gì thì cũng là bảo cái phải bảo những cái lợi cho anh em bây giờ còn đến việc làm rẻ ta cũng bàn với nhau cho ổn đi bằng lòng các anh em bằng lòng tôi thì nó mới vui vẻ nhân tiện đầu năm ta nghỉ ngơi Tuy chưa đến mùa cày cấy, nhưng cũng phải thu xếp trước đi là vừa. Thì chúng tôi cũng đã thưa ông, ông định cho thế nào, chúng tôi cũng xin vâng. Tôi đã tính toán cả rồi. Tôi đã liệu theo sự làm ăn ở trong này thì một đôi trâu bò có thể làm được một vụ 40 ray nghĩa là 20 mẫu ta. Ấy là nói trung bình, chứ nếu cố gắng thì có thể hơn nữa, bởi chỉ phải cày hai lần, bừa một lần rồi gieo, chứ có phải cấy như ngoài ta đâu. Nhưng tôi khuyên anh em cũng nên cấy năm mẫu Vì tôi đã thí nghiệm cấy thì thóc trội hơn Tôi hẳn phá cho mỗi người một đôi trâu Đất trong này cày một không được Thóc giống thóc ăn tôi ứng ra cho Rồi đến vụ gặt các anh em lại trả lại cho tôi Thóc được thì chia ra làm 10 phần Anh em 6 tôi 4 Đáng lý thì chia đôi Nhưng đã bảo rằng tôi không nghĩ lời cho mình tôi mà Như thế anh em có bằng lòng không? Mọi người đồng thanh Ông nghĩ thế là thương anh em lắm rồi Anh em còn có cái gì mà không bằng lòng Đây là cái kỹ phận mà anh em phải làm Đấy là tôi nói về cái số ruộng năm ngoái tôi khẩn đã thành điền Chứ không như ở ngoài ta Còn như nếu anh em làm xong cái kỹ phận mình rồi Mà anh em có thì giờ khẩn đất mới Thì cứ 10 mẫu Làm trong 3 năm tôi sẽ cho đức Anh em nào không muốn khẩn đất mới thì xong công việc Anh em có thể đến làm công cho tôi Ấy là nói đủ mọi lẽ để cứ thế anh em phiên phiến mà thua Anh em làm cẩn thận thì thế nào lúa cũng tốt hơn của người miên Âu cũng là nêu một cái gương tốt để họ bắt trước Sau khi bọn người đi rồi Chí xuống nhà lững thững đi khắp khu đất chàng ở Khu đất ấy rộng chừng 10 mẫu Trước đây là rừng thưa Trong khi chặt chàng chừa lại nhiều cây to để lấy bóng mát Và để cho chỗ ở nó không có một vẻ trơ trọi Chàng đi thăm chuồng chim, chuồng gà, chuồng dê chuồng lợn nhà bếp nhà của gia nhân ở rồi chàng mở khóa vào xem vừa thóc chàng thọc hai tay xuống đóng thóc đỏ ối bốc lên một bốc rồi lại cho rơi từng hộp xuống sung sướng nhìn cái kết quả của những giọt mồ hôi nước mắt mình ngắm chán chàng đi ra thăm địa thế chàng tính nhẩm năm nay lại phải làm thêm vài chục gian nữa tranh và gỗ đã có rồi bao giờ vừa thóc chạy dài cho đến đầu đường kia thì mình có thể về bắt một chuyến để mộ cho thật nhiều người vào Lúc ấy thì có lẽ mình chỉ phải đứng trong coi Chứ không phải vất vả như bây giờ nữa Lúc ấy thì ta phải nung gạch, nung ngói để làm nhà Rồi ngẩng nhìn đồng tranh Lúc ấy thì ruộng của mình có lẽ cũng đã lan ra đến cây thao lao cao vút kia Khoan khoái, chàng đi về chuồng trâu bò Mà lúc ấy người nhà đang dọn Samret đang đứng trong coi người làm Thấy chàng chạy lại Mai kia thầy đi mua trâu bò về à Thì có lẽ phải làm thêm nữa Ừ hẳn thế rồi Một ngày kia những thợ gạch vào đây Ta phải lát hết Từ mai chú liệu cho người chặt thêm phía rừng kia Để mở rộng nó ra Rồi chú xem chỉ vài bốn năm nữa Chúng ta có thể có hàng nghìn trâu bò À những đống phân kia Chú nhớ bảo chúng nó nhào bùng phủ lên Ruộng không phải bón thì ta bón cây Nay mai đến mùa xoài Ta ươm lấy dăm cây để trồng khắp khu đất này Chú nghĩ thế nào? Lâu ăn quả lắm À nhưng một khi đã ăn được thì ăn mãi Mà có mất công bao nhiêu Đến khi mà xoài được ăn quả thì đây cũng đã sang sát những nhà ngói rồi Mười hôm nữa thì mấy cài tôi gửi mua đã lên đến đây Ta phải cố khẩn cho hết số đất còn lại Tôi đã làm đơn xin khẩn 500 mẫu nữa rồi Nếu lúa lên giá hay cái đứng như thế này thôi Thì công việc của chúng ta có thể chạy lắm lắm Con đích lúc ấy nhảy chồm lên Chí ôm cổ nó vuốt ve lòng tràn ngập hân hoan chàng vỗ vỗ vào lưng nó khi nào mày chết tao sẽ cho đem chôn mày ở giữa cánh đồng tranh kia chàng nói xong trỏ tay ra đồng tranh con đích tưởng chàng trỏ cái gì rít lên rồi chạy bổ ra một lát nó chạy lại chí cười mày cũng vui à mày cũng biết công việc của chủ mày chạy à thấy một nguồn hoang lạc tràn từ cơ thể chí chạy trước để đích đuổi theo bắt đầu sang năm mới Chàng nhìn thấy cái gì cũng là những báo hiệu tốt lành Với hơn một vạn dạ lúa trong vựa Và số vốn chàng còn lại Chàng có thể tính nhiều công chuyện to tác Sự làm ruộng trong một năm đã cho chàng nhiều kinh nghiệm Chàng có thể chắc chắn ở ngày mai Nếu chàng không phải là người có một hoài bão to lớn Thì khẩn xong 500 mẫu tây đất này Chàng có thể yên trí sống một cuộc đời sung túc và yên ổn Nhưng không, chàng còn phải làm Làm cho tới không còn một cây tranh ở khoảng đất trước mặt kia Chàng tạt qua khu nhà chàng làm để cho bọn người bắt ở Bọn anh em đang xúm nhau vào đánh bạc Thấy chàng lại toan ngừng Không cứ đánh đi Vui trong ba ngày Tết không sao Thấy ông nhiều phùng không đánh Chàng gọi ông ra Chàng thủng thẳng vừa đi vừa nói chuyện Đây là chỗ tôi để cho anh em ở tạm thôi Làm xong một vụ lúa Anh em có tiền thì phát khu rừng nàng kia mà làm nhà ở Mỗi người ở một khu Làm ở đây không bao nhiêu tiền Gỗ tranh kiếm được chỉ mất có công Như thế anh em có thể trồng trọt được nhiều ít hoa màu Rau cỏ ở bát Tâm Băng đắt lắm Có thể kiếm nhiều Tôi sẽ đặt khu ấy là sớm bắt Rồi khi nào có người vào nhiều Tôi sẽ đặt thành làng Tôi sẽ để ông làm lý trưởng Vâng Bẩm nếu có nhà có cửa hẳn hoi Thì chúng tôi có thể cho tất cả trẻ nhỏ vào Ấy là điều tôi ước nguyện Như thế thì ở đây mới không buồn Và không có sự nhớ nhà Nhà phải có đàn bà và trẻ con mới vui Ông Nhiêu Phùng thấy Chí nói thế bèn hỏi Ông nghĩ cho chúng tôi thế Sao về phần ông Ông không kiếm lấy một bà Chí ngắt lời ngay À tôi Tôi khác Tôi còn phải nghĩ nhiều công cuộc khác Cần hơn vợ con Chí lên nhà Về buồn thay quần áo Rồi cầm một bánh pháo mà Trong năm đã gửi mua ở Bắc Tâm Băng Rồi lững thững sang nhà quý Đến cổng chàng đánh diêm đốt nghe tiếng pháo vợ chồng quý chạy ra năm mới mừng anh chị năm mới mừng anh ông bà huyện hàm rót rượu mời chí tuy mọi người đều săn đón nhưng chí cũng thấy ở trong sự săn đón ấy một cái gì ngượng nghịu và miễn cưỡng luôn luôn con mắt vợ quý nhìn trộm như có ý bảo nếu anh lấy em ba có phải những tết như thế này vui biết bao nhiêu không tuy người ta đều cố làm ra vẻ thân mật và hân hoan nhưng vì cái chỗ cô ấy mà sinh ra những điều nghĩ Dù không muốn nó cũng cứ đến Rồi thì những câu chuyện ồn ào Lâu lâu lại ngắt bởi những im lặng nặng nề Nó như rót chì vào không khí Người ta nói tất cả các thứ câu chuyện Nhưng có câu chuyện mà người nghĩ đến nhiều nhất Chẳng ai dám động đến cả Chỉ ngồi chừng nửa giờ thấy khó chịu Chàng cũng thấy mọi người đều khó chịu như mình Chàng xin cáo từ Chàng không về nhà Chàng huyết con đích rồi thầy trò lững thững đi dọc đường thiên lý trời hôm ấy nắng chói con đường đá trắng xóa lâu lâu một chiếc ô tô đi qua trùm bụi lên cảnh vật ở hai bên đường những ruộng đang gặt đỏ vàng lót một màu lửa chí sung sướng nhìn những đám mây đen điểm ở chân trời mưa đi mình không sợ nữa lúa của mình đã cặt xong cả rồi điều nghĩ làm cho chàng rất bằng lòng về sự làm việc của mình chàng nhìn cánh đồng lúa chung quanh rồi tưởng tượng ít ra cũng giữa tháng 2 họ mới có thể gặt hết được năm bảy chiếc xe bò của những hiệu khách cho vay đi lấy lúa về ném những tiếng kẹo kẹt vào không khí đã nặng trĩu những điệu đồi rừng ruộng và đồng tranh như bốc lên một sinh khí trong khi mùa xuân chớm đến đi qua những ruộng lúa mà mình đã gặt nhìn thấy rơm và rạ dạ vất bừa bộn chí sực nhớ giá ở bắc thì người ta đã gánh hết về nhà để cho trâu bò ăn hay để đun còn ở đây đã có củi rừng châu bò đã có cỏ mà lợp nhà thì đã có tranh các sự sướng thật một trận gió từ phương bắc kéo lại đem đến mùi lúa chín và mùi tranh bị khô cây ở rừng rào rào chỉ nhìn chung quanh thấy cạnh chỗ ruộng đã gặt của mình không còn ruộng lúa nào chàng bèn đem thực hành ngay những lời mà nhiên đã dặn mình đó là một thứ bón rất tốt cho ruộng chàng đi lại phía đầu gió nhổ những cây rơm chập lại thành một bó lớn rồi chàng châm lửa Cầm ở tay để đi chung quanh ruộng Những cuốn rạ còn đã khô cháy bùng Rồi nhờ ngọn lửa cứ lem ném cháy trên mặt ruộng Lan rộng mãi ra Trong nửa giờ đồng hồ Những thửa ruộng ở đầu gió đều đã bắt lửa Rồi cứ thế mà cháy suốt ra đến đường thiên lý Là cái giới hạn đồn điền của Chí Chí đứng nhìn những lưỡi lửa đỏ Chuyển động qua những cuốn rạ và tàn khói bốc lên trời Chàng thấy lòng mình cũng đang có cái gì đó bay Chàng liếc nhìn sang phía đồng tranh mà năm nay chàng sẽ khẩn tự nhủ Năm ngoái mình quên đốt Thành ra còn có nhiều cỏ Năm nay nhờ nó khô Ít nữa thế nào cũng chờ một hôm gió to Cho tưới một thùng dầu ở kia rồi đốt Đốt xong nếu đổ mưa xuống đất mềm Là đem mấy cày ra cày vỡ Mình có những hai mấy cày mà nhiều châu bò Thế nào năm nay cũng khẩn xong 300 mẫu tay đất còn lại Rồi chàng tính nhậm trong bụng Cái số thóc mà 500 mẫu tay đất Có thể đem lại cho chàng Chàng thấy rằng với cái số thóc ấy Sang năm chàng mua thêm hai cái máy cày nữa Và có thể về bắt mộ vào đây vài trăm phu Như thế mỗi năm chàng có thể khẩn bãi tám trăm mẫu tay Rồi cái số ấy cứ tăng gấp lên mãi Chàng ném lại một cái nhìn bao quát hết đồng tranh Rồi lẩm bẩm Chả mấy chốc Miễn là giá lúa như thế này mãi Tương lai hiện đến trước mặt chàng Đỏ hồng như những ngọn lửa đang bị gió đuổi trên ruộng rạ kia rồi thì một cái khoái cảm trào dân trong cơ thể Khiến chàng phải tìm một người Để kể cái nỗi vui của mình Chàng nghĩ đến nhiên Ô cũng là một cơ hội để cảm ơn anh ấy Những việc mà anh ấy đã giúp mình Và luôn thể hỏi thêm một vài điều cần thiết về sự trồng trọt Chàng đi vòng đồng lúa đang chạy ra ngoài đường Con đít thì vừa chạy theo lửa vừa cắn âm ỉ Chàng đứng chờ gần một giờ đồng hồ Mới có một chiếc ô tô hàng đi qua Chàng đến nhà Nhiên thì vừa lúc gặp bọn anh em bắt hợp nhau ở đấy đánh tổ tôm. Chàng thấy thất vọng vì Nhiên bận đánh bạc thì không còn thì giờ để cho chàng hỏi. Nhiên thấy chàng đến muốn nhường chân. Mới đầu hội, ù có ba ván, tôi đã ù một ván tôm rồi. Chí từ chối. Tôi xuống chúc Tết anh chị, rồi tôi phải còn về. Nhà bận nhiều việc lắm. Tết này bận gì? Làm cả Tết à? Ở đây chơi tối nay, mai hay về? Ai ngủ lại một một Tết? ồ vẽ ở ngoài bắc khác ở đây khác làm ít chứ một người làm ở dây thép trên vào làm để mà chơi năm nay ông được mùa lớn cũng phải vung phí đi một ít chứ chỉ trong đầu lúc ấy còn đang chứa đầy những dự định về công việc của mình trong cảnh tôi không thể vung phí được thì cảnh ấy cũng vung phí được ông chưa vợ con lại có bao nhiêu ruộng bao nhiêu thóc không chơi thì bạc để đi đâu hết có đá thì cũng đá vừa thôi chứ chí vùng hiểu ra rằng mình đang đứng với những người không có những điều nghĩ và một lý tưởng như mình họ chỉ sống theo sự cần dùng và cơ hội của mỗi ngày chàng tủm tỉm cười không trả lời chàng muốn về ngay nhưng vợ nhiên cố giữ và cố nài thì không đánh nhiều anh cũng đánh một hội gọi là để khai xuân bây giờ cũng còn sớm còn chán ô tô đánh thì tôi không đánh có ở chơi với anh chị một lúc nữa thì ở được Chàng ngồi ngắm những người đánh bạc, họ toàn là những công chức với một số lương nhất định, với cuộc đời bằng phẳng chỉ có quân bài là đem lại cho họ một chút rạo rực. Họ sống không có những ước nguyện lớn, không có những mộng tưởng to, thu hết sinh lực vào những cái vui chốc lát. Chỉ nhìn sự say mê của họ rồi tự hỏi, nếu ai cũng như họ, đã lâu nay chàng gia mình trên đồng ruộng, gia mình trong sự làm việc, chàng không tiếp xúc với những người sống một cuộc đời không ngày mai chàng vụt nhận thấy tất cả cái vô vị của những cuộc đời như thế mà chàng nhận thấy mình không thể sống như thế được họ đã đem dồn tất cả nghị lực vào những công việc nó không làm danh giá cho sự sống họ đã phí phạm một cách vô lý những ngày tháng vào những hành động vô ích nó làm cho cuộc đời không có cái chỗ đẹp đẽ sôi nổi của nó họ sống rồi chết đi không bao giờ để cho tâm hồn bay lên đến những tầng cao của tư tưởng những cái mà họ cho là vui chỉ thấy mình không thể vui được chàng thì chàng phải sống tận độ những tình cảm Và nếu cái gì không làm cho sao động những tình cảm ấy một cách mãnh liệt Chàng không chịu phí thì giờ Bốn giờ thì Chí bước chân lên ô tô ra về Bân khuân nghĩ đến những cuộc đời của Nhiên, của Bách và cả của Chí nữa Chàng đem so sánh với cuộc đời mình Chàng còn nhớ rõ ràng câu của vợ Nhiên hỏi mình Anh ở trên ấy một mình không có đàn bà mà không buồn ư Rồi vợ Nhiên trầm trồ bảo chàng anh phải mau lấy vợ đi chứ. Lần nào gặp vợ Nhiên, vợ Nhiên cũng khuyên chàng lấy vợ và lo chàng buồn. Chàng thì không bao giờ buồn cả. Bây giờ thì chàng đã hiểu cái lý do ấy. Những người sống không có lý tưởng, không nỗ lực về một công cụ gì đều bị cái buồn, cái hiu quạnh vây bọc. Cho nên họ tưởng rằng người khác cũng buồn như họ, vì thế họ cần có người ở cạnh. Sự lấy vợ lấy chồng đối với họ là để dựa dẫm cho cuộc đời cho thay đổi, có trói buộc chứ không phải là một cần thiết của một tình cảm chàng thì không thể lấy vợ để trói buộc để vướng bận không thể lấy vợ trong khi không thấy cần đến chàng nghĩ đến kim nhưng nghĩ đến để thương chứ không phải tính đến sự lấy kim chàng đã bằng lòng mình vì đã cương quyết trong khi quý đến ngõ tâm sự với mình mặt trời chớm ngã trên rừng cây thì xe ô tô đến nhà vợ chồng quý thấy tiếng xe chạy ra anh đi đâu về đấy lúc nãy chúng tôi và ba má tôi sang người nhà bảo anh đi đâu không biết tôi tưởng anh đi bắn tôi đi bát tâm băng để chúc tết một người anh em vợ quý hớn hở may quá à. tôi tưởng bữa cơm hôm nay của tôi bị ế lúc nãy tôi sang định mời anh sang ăn cơm đầu năm với vợ chồng tôi chúng tôi ở đây còn có ai nữa thế chị để tôi về qua nhà một tí vợ chồng quý cũng sang theo Vừa bước chân lên đến nhà thì Samret đã hớt ha hớt hại từ phía chuồng bò chạy lên. Chúng nó để lạc mất 50 bò thay à. Lạc hay bị trộm cướp nó đuổi mất. Chú có đi xem vết chân chưa? Con đi về đây à, mọi người đi tìm khắp chẳng thấy đâu. Chỉ thấy nhiều vết chân trâu bò đánh tắt qua rừng Phnom Thom. Con đồ chân là trâu bò nha. Thế chú vẫn cho người theo dõi đi chứ? Dân, còn con thì về đây báo để thầy biết. Thế thì có lẽ bị cướp chúng đồ chừng ngày Tết mình bận rộn không theo được Nên chúng nó làm cái vố này rồi Xuống bảo chúng nó đóng mấy con ngựa Bảo thằng Nai Vong, thằng Gren Lên lấy súng rồi đi với tôi Cả chú đi nữa Nhưng chú thì đi với bọn người theo lốt chân Và bảo họ tôi đi trước trận đầu ở rừng xe u Nếu là cướp thì thế nào chúng cũng đánh qua đây để sang sim Đến đây nếu mà quá rồi thì chúng ta hợp nhau lại Giỏi theo đến kỳ cùng Bao giờ lấy được về lại mới thôi Quay sang vợ chồng quý Tôi không thể sang ăn cơm với anh chị được rồi Quý muốn đi theo Chí gạt đi Đi như thế này nguy hiểm lắm Vất vả lắm Đi bất phân nhật dạ Nếu không gặp ở giữa đường Thì có khi phải sang tới sim Năm mới Anh đừng đi Nhìn con mắt cầu khẩn của vợ Quý không có đòi đi nữa Thế Anh có cần thêm súng Tôi cho mượn những súng của tôi Không Bốn khẩu đủ rồi Chí vào trong nhà Thay quần áo đi ngựa Buộc thắt lưng đạn Rồi phát súng ra Nai Vong và Ken Cũng đã lên Ngoài khẩu súng trường Mỗi người còn dắt một thanh gươm dài và một chiếc đèn pin Vợ quý suýt xoa Đuổi theo chúng nó thế này thì nguy hiểm lắm Nhưng trả lại để mất Ấy đấy Vì thế cho nên tôi không dám nghĩ đến sự lấy vợ Tôi còn đang nghèo Không thể để cho mất được Mưa đã bắt đầu báo hiệu mùa cài cấy Chí suốt ngày vần vật ở ngoài đồng Trưa chàng cũng không về nhà Chàng làm liều ở ngay ngoài ruộng Rồi thổi cơm ngay ở đấy để ăn Tối về chàng ngủ một giấc thật ngon Thật dài nó là phần thưởng của cả một ngày làm việc. Chàng khước từ tất cả những sự mời mọc của vợ chồng quý, chỉ nghĩ sao cày cấy cho ruộng xong thật sớm để kịp con nước lên. Chàng đã nghiệm thấy rằng những ruộng cấy chậm phần nhiều mất, bởi vì lúc ấy lúa mới mọc mà nước thì đã sắp rút ra rồi. Những người bắt vào làm rẻ theo cái gương chăm chỉ của chàng cũng nỗ lực. Chàng đi xem xét thấy rằng họ biết làm hơn người cao mên nhiều lắm. Chàng bàn bạc mọi công việc với họ, họ dạy chàng được nhiều điều hay. Chàng thường thường bảo ông Nhiêu Phùng Tôi biết mà Các anh em vào đây làm ruộng Là người cao mên phải kiếp phục mà Đây Xem các ruộng bên họ đã cày vỡ được bao nhiêu Mà chúng ta thì cày lượt này là lượt thứ hai Chỉ chờ mưa năm trận to nữa là gieo thóc Ông Nhiêu Phùng trả lời Năm nay anh em chưa có kinh nghiệm Và chưa quen làm ruộng ở đây Chứ sang năm còn hơn thế này nữa Tôi cũng nghĩ thế Vì người cao mên họ làm chậm ba bốn tháng dền dà mới cài cấy xong nên thường mất mùa lúc nước xong vào thì lúa họ còn nhỏ thường thường thối mà nếu không thối thì khi nước rút ra rồi lúa chưa trổ chưa mọc cao thì ruộng đã khô vì thế lại hạn hán đấy chú xem họ gặt cũng ba bốn tháng vì thế biết bao nhiêu thóc bị mưa xuống làm cho mọc mầm ta phải làm nhanh gieo lúa thế này thì có thể làm nhanh được nhưng gặt thì hai chục mẫu nhà hai vợ chồng gặt lâu xong lắm tôi chỉ lo ngại cũng đến bị mưa làm hỏng mất nhiều còn như mướn người gặt thì cũng không thể mướn được các anh đừng lo cứ cố làm kỹ và làm cho mau điều đó tôi đã nghĩ rồi tôi sẽ mua thêm một máy gặt lắp vào chắc tua tôi không làm cái lối gặt riêng từng nhà ta phải làm cái lối công cộng và phải góp sức cả vào người của tôi máy của tôi và anh em đều làm chung cũng ùa gặt cho tới xong tất cả thì thôi thóc của ai thì người ấy đập lấy phải giúp nhau cho tới xong hết thì thôi Tôi sẽ gặt ruộng của anh em trước Như thế thì anh em không còn lo mưa xuống thóc bị mọc mầm nữa Gặt xong cho anh em rồi thì đến ruộng của tôi Anh em phải giúp tôi cho đến khi xong Nếu nghĩ thế thì may lắm Chứ gặt 20 mẫu Có hai người thì biết bao giờ cho xong Mới đầu ta còn làm tạm thế này Chứ mai sau có nhiều người vào đây Và tôi có nhiều vốn Tôi lại tính cách khác Những thửa ruộng của tôi đều để to để có thể làm máy được Cứ một cái trắc tưa thì có thể làm được 200 mẫu tay đất Ấy là nói cày vỡ một lần và làm lâu ngày được như ở đây Vì đây cày cấy những mấy tháng, một năm có một vụ Sang năm cứ 30 gia đình tôi phá cho một trắc tưa Để vừa kéo máy cày, vừa kéo máy gặt Tôi ứng tiền ma cho, rồi cùng làm chung Thóc được bao nhiêu, chia đều ra 30 phần Lúc vào đây, mỗi gia đình còn ít người Ta muốn làm nhiều thì phải thế Ông nghĩ thế nào? Chúng tôi thì lấy công làm lãi Nếu thế sợ tiền giàu nhiều quá Chẳng còn được bao nhiêu thóc Ồ thế đã làm được nhiều Nhưng ấy là tôi mới dự tính thế Để làm năm nay ta xét nghiệm xem cách nào lợi thì ta dùng Tôi cũng mới làm ruộng có một năm Cũng chưa rành lắm Nhưng tôi tin vài ba năm nữa Những sự tính toán của tôi sẽ không lầm Nếu với cày máy mà mỗi gia đình có thể làm được 30 mẫu ta một năm Thì dù có mất tiền dầu ma chút Cũng còn lãi hơn là làm bằng công người mà được ít Ở đây đất nhiều chứ không như ngoài ta Mỗi người năm bảy sào mà bảo làm kỹ Ở đây thì 10 phần gieo chỉ một phần cấy thôi Không, anh em cứ tin Tôi sẽ nghĩ hết cách để làm thế nào cho lời cả đôi bên Ruộng đất nhiều thế này phải làm theo một kế hoạch to tác Chứ không thể tính cách nhỏ nhen như ở ngoài ta được Tôi sẽ mộ thật nhiều người vào đây Tôi sẽ lập ra từng sớm Mỗi sớm tôi phát cho một số ruộng với một cái trắc tưa Để đủ làm cái số ruộng ấy cho có lời tôi cử một người đại biểu đứng trong nom muốn thế anh em cần phải có cái tình đoàn kết hiểu rõ rằng một người làm để cho tất cả tất cả làm để cho một người thì cái chương trình của tôi mới thực hiện được mà anh em mới chống khá ôi cái ngày ở chung quanh đây có chừng trăm sớm người bắt với trăm cái máy cày thì tôi sung sướng quá rồi cúi gần vào ông Nhiêu phùng chúng ta phải biết lợi dụng sự tiến bộ của khoa học chứ làm theo cái lối người mình nào được bao nhiêu ừ Chỗ ruộng ít đã đành Chứ ở đây bao nhiêu nhân công cho xuể Ông có biết cái ước nguyện của tôi thế nào không Tôi mong mỏi sao cho mỗi gia đình vào làm ruộng với tôi Có một cái nhà ngói xinh xinh Một chuồng trâu bò Một chuồng lợn Một chuồng gà Một vườn cây Một vườn rau Một một vừa lúa lúc nào cũng đầy Có thế thì mới bỏ cái công anh em theo tôi vào đây Lúc ấy thì tôi thuê người mở luôn một sở canh nông tư ở đấy để thí nghiệm Để tính toán Để dẫn dụ Để tìm tòi các phương pháp có lời rồi chỉ bảo cho anh em làm theo Chúng ta cũng lập đình chùa Cũng hội hè Cũng có kẻ trên người dưới Chúng ta lập riêng ra một gian sơn Ở trong cái gian sơn nước cao minh này Tôi sẽ mở một trường học Một nhà thương Tôi sẽ lập riêng ra một tỉnh thành người Bắc Chí hằng hái nói với ông Như Phùng Cái mộng của mình Ông Như Phùng chăm chú nghe Khi chí ngừng ông liền báo Như thế thì lâu ngày giờ Và tốn của lắm lắm ngày giờ thì cần gì Tôi còn trẻ Còn tiền thì ta lại lấy nó đập nó Mùa gặt năm nay nếu được Thì sang năm tôi về hẳn bắt mộ người Nhưng đến tháng 9 tháng 10 này Thì thế nào cũng có năm ba chục người vào đây Một khi cày cấy xong Tôi sẽ tính mở một cửa hàng ở đây Có đủ các đồ bắt cho anh em dùng Với một giá rất rẻ Rồi thì một vài năm nữa Tôi sẽ mộ đủ các thứ thợ vào đây Kìa kìa Ông trong khu đất tôi đã đánh dấu kìa Rồi thì sẽ có những lò gạch để xây những lớp nhà của anh em sau này Tôi nghĩ thế, anh em là những người cần cù làm việc, chỉ vì đất ruộng ở nước nhà ít mà phải sống một cuộc đời eo hẹp. Cái nhân cách của anh em được hưởng một cuộc đời sung túc hơn. Ông như phùng xí xoa. Năm nay, tôi ngoài 50, tôi chỉ cầu sao sống được cho đến này mà những điều ông dự định thành được. Tôi cũng nhận thấy trong này đất nhiều, làm ăn dễ dãi nếu người ngoài ta vào đây thì thế nào cũng có cơ phát đạt to Tôi phải tính làm sao cho người ta nô nức vào Vào để lập một tỉnh thành Sống một cuộc đời sung túc Chứ không vào để kiếm đủ miếng khẩu lắm Chương 4 Hôm ấy buổi tối Chí về đến nhà Thì đã thấy Bách và bà hội đồng ở đấy Cả hai mặt đều có vẻ buồn Lại có một người nữa đi theo Người ấy là trụ cùng làm bồi tàu với chí ở tàu Senongso khi trước. Bách bảo chí. Tôi thấy anh trụ đang thất nghiệp ở Sài Gòn. Tôi nói cho anh ấy biết những công việc của anh. Anh ấy vui lòng đến đây giúp anh. Chí bắt tay trụ. Như thế thì may lắm. Tôi ở trên này hiện đang cần người. Nhưng đời sống ở trên này không như cuộc đời chúng ta ở mặt xây đâu. Vất vả lắm. Và nó sẽ buồn nếu ta không biết vui với sự làm việc. Bởi sự làm việc. Được rồi. Anh Bách đã nói với tôi tôi sẽ cố để giúp anh bà hội đồng lúc ấy đang đứng nhìn sang bên nhà quý quay lại hỏi chí à thế nào cô kim độ này sao cái giao tình anh với cô ấy thế nào đi hà nội thì năm ngoái rồi còn đâu tại sao đi đi để học thêm bà hội đồng nhìn chí bằng con mắt giò hỏi cô ấy đi được hả cô ấy không nhớ anh mà đi được sao chí ngần ngừ rồi kể hết mọi chuyện cho bà hội đồng nghe Như thế thì anh sắc đá thật Nhưng em không yêu thì chị bảo sao Em bảo anh là một người Thôi chả nói nữa Cô ta bây giờ chắc là khổ sở lắm Nhưng em biết làm thế nào Thì anh cứ lấy người ta đi Có hại gì đến công việc của anh Kể thì cũng lắm chỗ phiền lụy Nhưng điều đó không phải là một cản trở Em không thể sống một cuộc tình chuyên gượng gạo Cạnh một người đàn bà mà em không thấy yêu Người như thế mà anh không yêu Thì có lẽ không bao giờ anh yêu đàn bà cả Anh chỉ yêu công việc thôi Anh thật là một tương phản của Bách Nói đến đây mặt bà hội đồng bỗng buồn so Chỉ thấy thế biết rằng trong sự đi lại của đôi tình nhân có điều gì cản trở Nhưng vì có trụ đấy nên chàng không tiện hỏi Đến 10 giờ đêm sau khi trụ mệt đi ngủ rồi chí mới hỏi bách về duyên cớ nỗi buồn của bà hội đồng thoạt nghe chí hỏi đến bà hội đồng đã khóc ngay bách vội vàng ôm nàng và vỗ về em khóc có ích gì anh bảo em cứ quả quyết như thế là xong sống thế này anh cũng không thể sống được mà em cũng không thể sống được nhưng em không đành tâm bỏ chúng nó thì em muốn cho anh đành tâm bỏ con anh sao em đành tâm bỏ anh sao đây Em cứ hỏi anh Chí đây là người mà em có thể tin ở lòng danh dự Ở sự trung thành đối với anh em ta xem Như thế có là phải không Cuộc đời chúng ta sống ngày nay là cuộc đời giả dối Nó làm giảm hạnh phúc của chúng ta Quay sang Chí Đây nè Việc nó như thế này Anh cứ bình tĩnh xét xem cái điều tôi bàn với em như thế Có phải là không nhé Sự gian díu của chúng tôi Chồng em mong anh biết Có rầy rà em và bây giờ em lại có mang Chú thích An tiếng Pháp có nghĩa là cô ấy hết chú thích. Đứa con ấy là con tôi, tôi tính với em chỉ có cách xin ly dị thì mới ổn thỏa. Em không nghe. Em nghe thì em phải bỏ con em ư? Nhưng em không thể đem đứa con anh vào gia đình người ta, và người ta đã biết chuyện thì người ta đối với em không tử tế nữa. Tưởng tượng người ta bạc đãi em, anh không chịu được. Và những sự lẫn lúc thế này không xứng đáng với mối tình to lớn của chúng ta. Thôi anh gian em Em phải nghe anh Anh cần phải ở luôn bên em Và nếu em không nghe anh Thì anh thề sẽ bỏ đất Sài Gòn mà đi nơi khác Bà hội đồng chỉ khóc Nhưng còn hai đứa con em Thì lâu lâu em lại thăm Ai cấm em được đến thăm chúng nó Nhưng một ngày kia Lớn lên nó biết rằng em bỏ chúng nó Chúng nó sẽ nghĩ thế nào Chúng nó sẽ thù quán em Có bao giờ lại thù quán mẹ Bởi vì em là mẹ Em bỏ chúng nó nên chúng nó mới thù quán Bách đặt bàn tay lên ngực người yêu Thế em không nghĩ đến anh ư Em không nghĩ đến đứa con của chúng ta Ở trong bụng em ư Làm thế nào một khi chúng ta đều ở vào một cảnh ngộ Mà chúng ta không tìm thấy một quyết nghị hoàn toàn Ly dị đi Em chỉ đau một lần thôi Thế này thì mỗi ngày là một ngày đau đớn Quay sang chí Anh khuyên em hộ tôi Chí lặng thinh Bà hội đồng thấy thế liền bảo Đấy anh Chí anh ấy cũng cho là không nên đấy Chí vội vàng cãi Em có bảo thế đâu Em cho một khi người ta lựa hai cái đau đớn Thì có quyền được chọn cái đau đớn ít nhất Thôi thì anh chị đã yêu nhau Đành hy sinh vậy Chứ không thì khổ cả hai người Và đứa con sau này sẽ không có cha Hay là đau đớn hơn Nó phải gọi một người không phải là cha nó bằng cha Nhưng nếu thế thì lại có hai đứa con không có mẹ Chỉ lặng thinh không thể trả lời ra sao chàng chỉ nhận thấy rằng tình yêu là một thứ phiền phức mà chàng tự nhủ phải cố tránh bách nghiến răng nếu thế thì nhất định là anh đi và có lẽ là anh đến tự tử vì sống xa em bà hội đồng dò vàng ôm chầm lấy bách thì anh hãy để em tính đã không em phải quyết định ngay và anh muốn rằng em ở đây ít ngày rồi em gửi một bức thư về sài gòn cho chồng em nói rõ đầu đuôi thì hãy khoan nào Đằng nào cũng một lần Nếu không thì đừng trách anh Anh đã bảo rằng sống xa em thì anh không thể sống được nữa Những sự dụng trộm như thế này không xứng đáng với chúng ta Em ở đây rồi em viết thư về Bà hội đồng bối rối chỉ khóc không trả lời Hết tập 5 Còn tiếp